Xin chào các bạn, hôm nay là đoàn phim Bí ẩn vùng nước lạ ghi hình tại Phan Thiết. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn một nhân vật rất là hot hiện nay, một chương trình mới phát sóng tập đầu tiên mà cộng đồng mạng rất là ủng hộ, giống như là các bạn trẻ đang đi tìm tình yêu rất thích chương trình này, và chương trình đã phát sóng số đầu tiên rồi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một MC hoàn toàn mới, đẹp trai vui tính, đó là anh Hứa Minh Đạt. Hứa Minh Đạt, kính chào tất cả các khán giả thân mến. Chào anh Sĩ Hồ. Ok, chào Đạt. Thật sự mình làm cái chương trình ghép đôi thần tốc này rất là vui. Không biết là khi mà tham gia trong quá trình ghi hình, cảm xúc anh sao, và sau khi anh tự mình xem một cái số phát sóng đầu tiên thì thật ra thì khi mà nhận cái vai trò là MC trong cái game là ghép đôi thần tốc, Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào đón quý vị đến với chương trình ghép đôi thần tốc. Chúng ta có thể mai mối cùng một lúc tới 4 người. Bạn ở dưới tình yêu tôi biết bao nhiêu. Chúng là hơi khớp nhẹ đó, bây giờ chưa bao giờ để mà đứng ra để làm ông Mai. Đó giờ chỉ là xem những cái chương trình của chị Cát Tường, Quyền Linh, những game tựa giống như là ghép đôi như vậy. Nhưng mà lần này ở cái chương trình là ghép đôi thần tốc tới 4 người, lần 2 nam 2 nữ, thì thật ra là khớp thật. Khi mà quay những cái số đầu tiên của ghép đôi thần tốc, đầu thì chênh vênh chệch choạng, không biết mình phải nắm bắt như thế nào, phải tập trung chuyên môn, tại vì cùng một lúc á mình làm sao mình phải chia cái não mình ra làm bốn, tại vì ngay sân khấu này xuất hiện tới 4 người đúng không chị, đúng phải rồi. Chia cái làm bốn, phải nghĩ tới 4 hướng lận. Đúng rồi, em tình á ra là mình có đủ bản lĩnh, mình có đủ tự tin hay là đủ những cái tâm lý chuyên gia tình yêu hay thế này thế nọ để mà dẫn dắt những cái bạn trai, những bạn nữ đến với nhau để tìm cái tình yêu thế này thế nọ. Nhưng mà trong khi quay xong thấy ra là rất là vui vẻ, tự tin, và nói chung là một cái gì đó rất là phấn khởi. Với Minh Đạt thì dẫn chung gì các từ những cái phần khó là chỉ có chuyên môn, rồi chỉ có kinh nghiệm, rồi chỉ có những cái tuổi đời, là những cuộc tình chỉ rất va chạm với nhiều, nó chỉ rất là ngại bé trong những vấn đề tình yêu. Khi các bạn đến đây tham gia chương trình, các bạn đều được cái cơ hội nhân đôi, đúng không? Có thể là chị Tường muốn làm mai cho em cái bạn nữ bên kia ngồi ghế đỏ, nhưng mà em lại không thích là bạn địa cái bạn cái ghế màu xanh, tùy em. Lúc đó là ăn thua cái nhịp đập trái tim của mình. Nên chỉ dìu dắt Hứa Minh Đạt, còn Hứa Minh Đạt ở cái vai trò là MC sánh đôi với chị Cát Tường ở cái ghép đôi thần tốc này, giống như là một người anh trai dắt hai đứa em gái đi để dò hỏi bên đàn trai. Thì lại là thế mạnh của Minh Đạt, tại Hứa Minh Đạt trẻ trung. Em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, chị khán giả. Nice. Và năng động giống như những bạn trẻ. Thực ra cái game này không phải nói gì vấn đề tình yêu gì xa xôi hết. Thực ra họ những con người trẻ, vì cuộc sống họ lao vào công việc nhiều quá nên không có dành những cái khoảng không gian riêng, những mối quan hệ tình cảm cho mình, nên họ bị cô đơn. Và khi tới game này họ mong tìm một người bạn để san sẻ, để chia sẻ những buồn vui, rồi những tâm sự. Sao tới cô đơn vậy? Do em tổn thương về cái mối tình đầu nhiều quá, với lại lo làm nhiều quá. Hứa Minh Đạt nghĩ nếu mà không tiến được tới tình yêu, Hứa Minh Đạt nghĩ là mình sẽ kết cho họ một cái mối tình bạn, dù gì họ cũng đỡ cô đơn hơn. Em đi với đồng nghiệp. Em tới với mẹ của em. Hôm nay em tới chương trình với em gái của em. Thì em đi với hai người em đồng nghiệp trong nghề. Họ sẽ có một người bạn mà san sẻ những công việc thế này thế nọ. Nếu mà họ có duyên với nhau, họ sẽ tiến tới tình yêu, rồi đó tới hôn nhân. Nên Hứa Đạt là đến với cái game này, họ hợp với nhau ở cái mảng đầu tiên tiến tình yêu là phải có cái thiên phương diện là tình bạn. Nên Hứa Đạt dần từ từ tự tin hơn ở những cái phần như trùng khớp của họ, những cái hoàn cảnh, những cái công việc, những cái khoảng thời gian, những cái cá tính của họ.
game là nơi mà thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Cái lúc là lựa chọn, mình không phải vì cô đơn quá mình tìm một người bạn để mà mình san sẻ tình yêu, hay là mình cô đơn quá mình tìm một nửa gì đó để mà ráp vô để thành cặp. Ở lần này cái chương trình tóc của mình đạt với các tường xác nhận là phải nghiêm túc, khi mà họ hợp, thực sự hợp với nhau, thực sự là như là có một cái gì đó gắn kết với nhau, thì chị Tường và Ước Đạt mới gắn kết cho họ. Và quyền lựa chọn chính vẫn là họ. Ở cái sự mà hưng phấn của Ước Đạt đó là giàu gì đi nữa, không biết họ tiến tới tình yêu hay là tiến tới hôn nhân, nhưng mà mình đã tạo cho họ một mối quan hệ sớm với tình bạn chớm nở, để mà chia sẻ với mình những cái buồn vui cô đơn, những lúc cần thiết thì mình đã có người bạn trai bạn gái để mình tâm sự. Đó là điều mà Ước Đạt rất là phấn khởi khi mà đến với cái show cho mình. Rồi sau khi số phát sóng đầu tiên lên sóng, anh xem trực tiếp ở trên sóng truyền hình ở đây, khi mà xem được cái số đầu tiên của Ghép Đôi Thần Tốc thì cảm giác của Ước Đạt lại càng phấn khích nữa, khi mà xem được mình dẫn dắt chung với chị Cát Tường. Tường rất vui được quay trở lại một cái sân khấu lớn như thế này để giữ cái vai trò bà mối của mình. Dạ. Và quan trọng là được kết đôi. Làm việc chung. Dạ. Trách nhiệm hai chị em mình rất là nặng, rất là cao. Em đóng vai là người anh trai. Chị phải bảo bọc hai chàng trai hả? Đúng rồi chị. Và kết quả là mình đã tạo được một hợp với nhau, đến với nhau. Và bây giờ sẽ đến tới thời khắc quan trọng, giây phút khoảnh khắc quyết định. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1. Một tràng pháo tay cho cặp đôi trên cặp ghế màu xanh. Còn cái cặp còn lại là họ chưa có hợp nhau mấy, chật nghiệp nên họ không đến được nhau. Cũng là một niềm vui nếu mà họ chật nhịp mà họ giúp gượng ép để mà tới nhau là cũng vui mấy. Nhưng mà thực ra là cái số đầu tiên là khi mà xem thật sự là quá nhiều bất ngờ. Mình cứ nghĩ là cặp đôi đầu tiên là cặp ghế màu đỏ sẽ hợp với nhau, sẽ tới với nhau là chắc chắn 90%. Nhưng khi mà tới lúc lựa chọn, đó là nơi thể hiện cảm xúc chân thật của họ, họ lại phát hiện được họ không có cảm xúc với nhau nên quyết định không chọn nữa. Cái cặp mà ít nghĩ hơn là cặp ghế màu xanh. Màu xanh họ lại có phần trăm là yếu thế hơn cặp màu đỏ. Nhưng mà khi tới phần mà lựa chọn, họ đã thể hiện cảm xúc chân thật nhất là tự động họ tới với nhau. Họ đến với nhau được, họ đến để họ san sẻ với nhau những vấn đề gì đó. Thì xem số đầu tiên thì chị Tường có nhắn tin là thấy sao, thấy ổn vậy à? Thôi vậy mình cố gắng đi, sẽ gắn kết cho những cặp cô đơn tới với nhau được. Họ sẽ vơi đi những gì đó nỗi buồn sau ngày làm mệt mỏi. Họ sẽ có một cái bờ vai hoặc là một nơi nương tựa hoặc là một cái gì đó để san sẻ nhau, để không còn cô đơn nữa. Anh đánh giá chương trình này khả năng hiệu quả như thế nào? Thực ra nếu mà nói về đánh giá hiệu quả hay không thì chưa biết được, tại vì đây là số đầu tiên phát thôi. Nhưng mà số đầu tiên thì thật sự là Ước Đạt xem rất là thú vị. Đã quay được 4 số rồi, và mỗi số đều có một màu sắc, một cái ánh nhìn, một cái gì đó nó khác nhau. Mỗi số đều khác nhau hết, tại 4 người, 2 nam 2 nữ, 4 người đó đều 4 cá tính khác nhau. Nhưng mà Ước Đạt và chị Cát Tường phải dẫn dắt họ như thế nào để họ gắn kết được với nhau. Mỗi tập đều có một màu sắc riêng, thì như là quý vị khán giả có xem tập 1 Ghép Đôi Thần Tốc sẽ thấy được họ là những người trẻ, nhưng ở tập 2 sẽ thấy 4 người khác, họ là những người đã trải qua những hôn nhân đổ vỡ, họ là những người đã trải qua rất nhiều cuộc tình trong gai, và ngày hôm nay họ tới chương trình với một tâm lý như thế nào. Mỗi tập đều một màu khác, mỗi tập đều một màu khác nhau hết. Thì quý vị khán giả xem được sẽ thấy thú vị được là cái Ghép Đôi Thần Tốc này là một cái game là gắn kết. Rồi, kêu gọi khán giả đi, kêu gọi khán giả
vị hãy đừng quên đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 trên kênh YouTube MCV Media.